Nhìn cu kìa anh em. Anh em thấy con cu không? Anh Minh định bắn cu kìa. 20 mét chứ nhiêu. Rồi rớt. Trời ngay đầu luôn. Má bắn gì siêu nhân vậy trời. Được con cu nữa nghe anh em. Nay vô nhà anh Đức nhậu rồi. Nắng lắm anh em. Kìa con cu kìa. Rồi bay luôn. Rồi đừng con nữa. Hai con ngay đầu luôn anh em. Ngay đầu luôn, quá vậy. Rồi đi tiếp. Mấy anh em mà đi nắng lắm anh em, cực khổ lắm, quay video không phải đơn giản như mấy anh em nghĩ. Mấy anh em đi xoay sang vòng vòng đây, bắn đây cũng sợ bị công vệ bảo vệ la mà. Cực khổ. Đi vòng lại bên đây. Được hai con. Vòng bên kia rồi vòng xuống quảng trường. Ở đây cu vằn không? Rồi để hồi quay cho anh em coi tiếp.